Năm tướng nốt ruồi quanh mắt nói lên vận mệnh giàu nghèo, xem ngay kẻo lỡ. Nốt ruồi có thể mọc ở những vị trí khác nhau trên vùng mắt. Ở mỗi vị trí, nốt ruồi hàm chứa những ý nghĩa và đặc tính khác nhau. Theo quan niệm phong thủy thì những chiếc nốt ruồi này thể hiện cho sự đa sầu đa cảm và cũng có thể là tượng trưng cho sự giàu có, tài ba. 1. Nốt ruồi ở mí mắt trên. Những người có nốt ruồi ở mí mắt trên đa phần đều có tính cách phóng khoáng, tự do, thích đi đây đi đó. Họ không thích ở một chỗ quá lâu, thích thay đổi không khí nên thường hay chuyển nhà. Tính cách của họ cũng không ổn định, thiếu sự nhẫn nại mà kiên trì. Tuy nhiên, đa phần họ đều có đường tài vận rất tốt, tính cách cũng lương thiện, nên gặp quý nhân, luôn có người giúp đỡ lúc khó khăn. Nếu hình dáng nốt ruồi tốt, to, tròn, đen, bóng, được coi là vận tốt, nếu biết tranh thủ tận dụng cơ hội sẽ giúp thay đổi vận mệnh, chuyển xấu thành tốt hoặc giúp cuộc sống ngày càng tốt hơn. Ngược lại, nốt ruồi méo mó, màu nhạt nhẽo là người có tính cách ngang bướng, hay chống đối người lớn trong nhà, hay cấp trên nên thường đánh mất cơ hội phát triển của bản thân. 2. Nốt ruồi ở mí dưới. Phần mí dưới hay được gọi là lệ đường nên đa phần chúng được gọi là nốt ruồi. Vị trí này là nốt ruồi dòng nước mắt chảy. Những người có nốt ruồi ở dưới mắt thường là người gặp trục trặc trong chuyện tình duyên, dễ dàng bị người khác bỏ rơi. Trong chuyện tình cảm cũng nên cẩn thận vì hay có kẻ thứ ba xen vào. Đa phần vì tự ti mà trở nên đố kỵ với người khác, lâu dài sẽ thành ngang ngược, đố kỵ. Người có nốt ruồi mí mắt dưới sau khi kết hôn thường phải lo lắng và đau khổ vì con cái. Cũng vì nguyên nhân này mà họ dễ nảy sinh bất hòa với nửa kia của mình, thậm chí dẫn đến ly hôn. Nếu may mắn có nốt ruồi hình dạng tròn, sáng thì ngược lại, có vận mệnh con cháu rất tốt, gia đình hòa thuận, con cháu đầy đàn. 3. Nốt ruồi ở đuôi mắt. Hầu hết những ai có nốt ruồi ở đuôi mắt trong chuyện tình cảm đều xuất hiện kẻ thứ ba. Có thể là họ ngoại tình hoặc có thể là do người kia ngoại tình. Nhưng việc có kẻ chen chân vào chuyện hẹn hò là điều khó tránh khỏi. Nếu nốt ruồi có hình dáng đẹp, đen bóng, nghĩa là bạn rất khéo ăn nói, giỏi giao tiếp, tốt nhất nên làm các nghề liên quan đến sự nghiệp phát triển ổn định. 4. Nốt ruồi mọc trong lông mày. Đây cũng là một vị trí cực kỳ may mắn. Không phú thì quý, là con trai thì dễ dàng có được quyền lực, con gái thì vượng phu ích tử. Nốt ruồi nếu mọc trên lông mày trái là vô cùng cát lợi. Nếu tướng nốt ruồi trơn bóng rõ nét lại càng phú quý. Nếu trong lông mày có nốt ruồi ẩn thì luôn được xem là biểu hiện của trí tuệ. Riêng nốt ruồi bên lông mày trái, chủ tài là tướng phú quý. Những phụ nữ sở hữu nốt ruồi này ắt có tướng vượng phu, có thể trợ giúp đắc lực cho sự nghiệp và tài chính của chồng. 5. Nốt ruồi nơi hốc mắt. Nốt ruồi nơi hốc mắt còn gọi là nốt ruồi lệ, biểu thị cho những người cảm xúc đau buồn đến thường xuyên. Với những người phụ nữ, họ luôn phải đối diện với cảm xúc căng thẳng xảy ra trong các mối quan hệ với con cái và những người khác. Trong công việc, họ cũng không tìm được sự đồng thuận từ đồng nghiệp hay cấp trên. Những người có nốt ruồi này rất dễ rơi lệ vì những vấn đề thuộc tình cảm riêng tư hoặc chỉ vì những tình huống thương cảm bên ngoài. 4. Vị trí nốt ruồi trên mặt hút lộc vào nhà, gia chủ làm gì cũng công thành danh toại. 1. Nốt ruồi trên mũi. Theo nhân tướng học, nếu bạn có nốt ruồi trên mũi, bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Phần lớn, những người sở hữu nốt ruồi này thường được nhiều người thích và theo đuổi. Trong cuộc sống, những người này họ lại không lý trí nhiều lắm trong chuyện kết hôn. Do vậy mà dễ dẫn tới chuyện chọn sai người trăm năm. Ngoài ra, khi đã kết hôn, họ có khả năng làm cho đời sống chăn gối của hai vợ chồng hoàn toàn viên mãn. 2. Nốt ruồi gần miệng. Khi bạn có một chiếc nốt ruồi ở gần miệng, cho thấy phúc lộc từ nhà chồng và chồng được cho là hưởng rất lớn. Những người này thường có cuộc sống hôn nhân luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Khi nốt ruồi nó càng gần miệng thì bạn càng được hưởng phúc của nhà chồng bấy nhiêu, hay nói cách khác thì vận may nhiều và ngược lại. 3. Nốt ruồi ở trán phải. Khi bạn sở hữu một nốt ruồi ở trán thì đó chính là đại diện cho sự may mắn. Khi vị trí nốt ruồi ở trên trán, đó chính là điểm dương trên khuôn mặt và nó có khả năng gia tăng sự may mắn cho người chủ nhân ấy. Chính vì vậy mà chủ nhân của nó lại là một người có quyền thế và địa vị trong xã hội, trường thọ và có khả năng vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. 4. Nốt ruồi bên má phải. Theo nhân tướng học, nếu bạn có một nốt ruồi bên má phải, nó có ý nghĩa rằng bạn sẽ có một cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Phần lớn, những người sở hữu tướng nốt ruồi này thường là người biết vun vén, chăm lo cho cuộc sống của gia đình. Họ cũng luôn nỗ lực hết mình trong cuộc sống,
để dễ dàng giàu có, cuộc sống dư giả, phát tài. Nốt ruồi ở nách tiết lộ vận mệnh bất ngờ. Người có nốt ruồi ở nách có thể không giỏi kiếm tiền, nhưng khi cơ hội đến, họ biết tận dụng để làm giàu, đồng thời có khả năng quản lý tài chính tốt, tài vận của người này tốt, đồng thời cũng rất đào hoa, nhân duyên tốt. Theo nhân tướng học, những người có nốt ruồi ở nách thường là những người mà có thể không kiếm được nhiều tiền, nhưng họ là người rất hay gặp may mắn, được trao tay các cơ hội vàng hiếm có và bất chợt. Từ đó mà họ có thể phát triển sự nghiệp, danh vọng của đời mình. Khi có trong tay các cơ hội, họ cũng sẽ khôn ngoan nắm bắt và không bao giờ để nó vụt ra khỏi tầm tay. Họ sẽ tìm cách để tận dụng triệt để và phát triển nó đến khi thành công, mà phải là thành công rực rỡ. Họ cũng là người giỏi quản lý tiền bạc, biến nó trở thành những khoản chi tiêu hợp lý và có ích. Ý nghĩa của nốt ruồi trong nách có vẻ hợp lý với nam giới hơn là nhiều. Đối với nữ giới, nốt ruồi ở nách được biết đến nhiều hơn với ý nghĩa là người có tài vận tốt, đào hoa mà đa phần các mối đào hoa đều tốt đẹp. Theo một luồng ý kiến khác, người ta cho rằng nốt ruồi ở nách chính là nốt ruồi kim quỹ. Với nốt ruồi trong nách mà mọc lệch về phía bầu ngực thì nó được coi là nốt ruồi kim quỹ, nốt ruồi chỉ tài vận và tiền bạch. Có câu nói này là vì ở thời xa xưa, ở các tiệm cầm đồ hay các gia đình giàu có, quyền quý, họ thường cất giữ tiền của trong một chiếc túi vải và nhét nó vào nách cho kín đáo và đỡ bị trộm cắp, có thể phòng thân bất cứ đâu. Cho đến nay, ý nghĩa của nó trở thành nốt ruồi chỉ tài vận, của cải giàu có. Nhiều người ví rằng, có nốt ruồi ở nách không khác gì có một chiếc ví dày cộp ở trong người vậy. Về tướng số của những người có nốt ruồi trong nách thì đa phần họ được sinh ra trong gia đình giàu có, quyền quý. Về sau, họ có cuộc sống sung sướng từ của nải của gia đình để lại và từ những thành quả từ điều kiện gia đình mang lại. Hầu như họ không phải lo lắng đến chuyện tiền nong, tài chính. Như vậy, nhìn chung những người có nốt ruồi ở nách thường có hậu vận tốt đẹp, nhất là về tài lộc, tiền bạc. Từ đó mà các vấn đề về tình duyên, cuộc sống, nghề nghiệp cũng phần nào trở nên tốt đẹp hơn. Nếu bạn là nam và nữ đang có nốt ruồi trong nách thì chúc mừng bạn đang sở hữu một nốt ruồi kim tiền. Tương lai bạn sẽ có cuộc sống giàu sang, phú quý và sung sướng. Phụ nữ có nốt ruồi này trên gương mặt, trời sinh phú quý, cả đời giàu sang. Theo nhân tướng học, vị trí nốt ruồi trên gương mặt có thể dự báo số mệnh của con người. 1. Nốt ruồi dưới chân tóc. Theo nhân tướng học, người phụ nữ có nốt ruồi dưới chân tóc và trên trán thường thông minh, tài giỏi. Họ có khả năng tạo ra những điều phi thường. Những người này có thể sinh ra trong gia đình giàu có sung túc, tương lai sáng lạn. Khi trưởng thành, họ cũng có thể gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Người có nốt ruồi ở chân tóc thường tốt tính, biết cách chia sẻ với người khác, được mọi người xung quanh yêu quý, có quý nhân phù trợ mỗi khi gặp khó khăn. Nhìn chung, người có nốt ruồi ở vị trí này trên khuôn mặt được xem là phúc tướng, càng có tuổi càng giàu có an nhàn. 2. Nốt ruồi ở thái dương. Nốt ruồi ở thái dương là nốt ruồi ở cuối đôi mắt và cuối lông mày. Người có nốt ruồi này thì cả đời may mắn. Từ trung vận đến hậu vận, họ sẽ gặp nhiều chuyện tốt lành. Có nốt ruồi ở vị trí này luôn có quý nhân bên cạnh hỗ trợ. Cuộc sống khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua. Trong cuộc đời, sẽ có giai đoạn họ đạt được thành công vang dội. Mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, cuộc sống viên mãn. 3. Nốt ruồi trên mũi. Người sở hữu nốt ruồi trên mũi thường sinh ra trong gia đình có điều kiện. Nếu không, họ cũng có khả năng tạo ra tài sản cho chính mình. Những người này thông minh, tài giỏi và có khả năng kiếm được tiền. Bước vào giai đoạn trung vận, họ sẽ xây dựng được một cuộc sống sung túc viên mãn. Càng lớn tuổi, cuộc sống càng đủ đầy, phú quý vượt trội. Nhìn chung, những người này cả đời không cần lo lắng về chuyện tiền bạc. Chỉ cần sống tốt thì mọi chuyện tốt đẹp đều sẽ tự tìm đến cửa. Cuộc sống bình an, hưởng phúc lộc. Phụ nữ có nốt ruồi hút vàng hút bạc này báo hiệu tử vi đỏ chót. Nhân tướng học có nói về những vị trí nốt ruồi hút lộc trên cơ thể phụ nữ. Ai sở hữu một cái thì may mắn trọn đời. 1. Nốt ruồi ở khuỷu tay. Người sở hữu nốt ruồi trên khuỷu tay theo nhân tướng học là những người có hoài bão, tham vọng. Họ cũng thuộc tiếp người khẳng khái, mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Vì vậy, khi bắt đầu công việc, họ đều luôn nỗ lực bằng 200% khả năng của bản thân. Về hậu vận, họ đạt được những thành công đáng ngưỡng mộ. Trong gia đình và ngoài xã hội, tài lộc càng ngày càng dồi dào. 2. Nốt ruồi sau vai. Những người sở hữu nốt ruồi sau vai phần lớn là những người tự lập, nghiêm túc và sống có trách nhiệm.
Khi bắt đầu bất cứ công việc nào, họ thường dành trọn tâm huyết và nỗ lực cho công việc đó. Những người này làm việc bởi cái đầu thực tế, khả năng quan sát và nhãn quan tương đối tốt. Vì vậy, thành công và sự giàu có của họ thường bắt nguồn từ sự nỗ lực của chính họ. Đường quan lộc của những người này rất tốt. Càng về sau, họ càng nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của nhiều người. Hơn nữa, những người sở hữu nốt ruồi này thường may mắn có được chuyện tình duyên như ý, vững bền. 3. Nốt ruồi gần miệng. Những người có nốt ruồi gần miệng cho thấy phúc lộc từ chồng và nhà chồng mà họ được hưởng là rất lớn. Do đó, cuộc sống hôn nhân luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, khả năng giàu sang này sẽ thay đổi phụ thuộc vào vị trí của nốt ruồi này so với miệng. Nếu nó càng gần miệng thì bạn càng được hưởng phúc của nhà chồng. Hay nói cách khác thì vận may càng nhiều và ngược lại. 4. Nốt ruồi trên mũi. Nếu bạn có một nốt ruồi trên mũi, bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Trong chuyện tình cảm, những người sở hữu nốt ruồi này thường được nhiều người thích và theo đuổi. Tuy nhiên, họ lại không lý trí nhiều lắm trong chuyện kết hôn, do vậy mà dễ dẫn tới việc chọn sai người trăm năm. Còn khi đã kết hôn, họ có khả năng làm cho đời sống của chăn gối hai vợ chồng hoàn toàn viên mãn. 5. Nốt ruồi ở tai. Khi đôi tai của bạn có hình dáng đẹp và cân xứng, nó cũng đã cho thấy bạn là người thông minh và gặp nhiều vận may hơn bất kỳ ai. Sự may mắn ấy có thể được ví như dòng chảy của một con sông lớn. Nếu trên đôi tai ấy xuất hiện một nốt ruồi ở bất kỳ vị trí nào, thì điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến sự may mắn của bạn. Bởi lẽ, dù có ở vị trí nào đi chăng nữa, thì nó cũng là dấu hiệu cho thấy chủ nhân là người thông minh, có duyên trong kinh doanh. Vậy nên, phú quý là điều dễ thấy. Nhìn tướng mũi 3 giây, biết ngay ai có số phận phát tài. 4 tướng mũi dưới đây đều đại diện cho sự may mắn phú quý. Nếu ai sở hữu sẽ có cuộc sống đủ đầy, vinh hoa phú quý. 1. Mũi dọc dừa. Theo nhân tướng học thì tướng mũi dọc dừa là tướng mũi thẳng, dài đến sơn căn, sống mũi cao và đầu mũi tròn trịa. Theo tử vi học thì người sở hữu tướng mũi dọc dừa thường có tính cách bộc trực, nhân hậu, thông minh, nhạy bén, giỏi tính toán và hòa đồng, nên được mọi người yêu quý. Trong cuộc sống của những người sở hữu tướng mũi này, thường trải đầy hoa hồng, ít gặp phải sóng gió, làm điều gì cũng dễ dàng thuận lợi. 2. Mũi rồng. Tử vi học chỉ rằng người có tướng mũi rồng có đặc điểm là sống mũi cao, thẳng, cánh mũi hơi rộng, đầu mũi tròn đều và lỗ mũi kín. Trong tính cách, những người sở hữu tướng mũi này vốn tính tình thẳng thắn, làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận. Ngoài ra, những người có tướng mũi rồng thường là người học rộng tài cao, thông minh, tài trí hơn người, rất giỏi giao tiếp nên dễ thành công trong kinh doanh. Phần lớn những con người có tướng mũi rồng này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc và dù có gặp phải khó khăn nào cũng đều được quý nhân giúp đỡ. 3. Mũi to. Theo quan niệm trong dân gian thì ông bà ta hay nói câu mũi to không lo chết đói. Trong phong thủy học thì những người mũi to thường có đường tiền sáng lạng, có số làm quan và đạt được danh vọng địa vị cao trong xã hội. Những người có tướng mũi to, họ cũng là người sống có tình nghĩa, có trách nhiệm nên nhận được sự tin tưởng, kính trọng của nhiều người. Sau khi kết hôn, những người có tướng mũi to còn gặp nhiều may mắn hơn nữa, sự nghiệp hanh thông và có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức. 4. Mũi túi mật. Trong nhân tướng học thì người sở hữu tướng mũi này là một trong số những tướng mũi giàu sang, có số phú quý bẩm sinh. Một người đàn ông sở hữu đầu mũi tròn đầy, phần gốc mũi nằm ở hai đầu mắt có dạng hơi hẹp, sống mũi cao dần và đến chóp mũi thì tạo thành một cục tròn lớn trông như túi mật, thì cuộc sống sớm muộn gì cũng giàu có, đặc biệt ở thời kỳ trung vận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.